Rồi, hai tất cả các bạn ha, hôm nay mình chia sẻ các bạn cái cách để tạo cái phụ đề tự động cho cái video YouTube mình ha bạn ha. Rồi, đầu tiên mình mở rồi cho mình ha. Rồi, mình mở YouTube ha, mình gọi YouTube đi. Gọi YouTube ha. Rồi, mình đăng nhập vô kênh YouTube mình. Rồi, đăng nhập vô ha. Đó. À, mình chọn kênh các bạn ha. Rồi xong. Rồi đây cái phụ đề là gì? Đây. Bạn chọn list, bạn click chọn lên cái mục ở chỗ cái hình biểu tượng của YouTube mình nè. Rồi bạn chọn YouTube Studio ha. Thì cho bạn xem ha. Rồi mở cái mục nội dung lên. Rồi ví dụ mình chọn thử phát thử cái siêu nhân người nhà đi ha. Rồi mở lên. Rồi đây. Thì ở đây bạn thấy cái biểu tượng phụ đề đây. La 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 bắt đầu là khi mà chỉ cần chúng ta đăng lên cái video thì nó sẽ tự động cập nhật luôn cho mình cái phụ đề tự động luôn đó. Tuy nhiên thì chúng ta muốn muốn thêm cái phụ đề các ngôn ngữ khác nữa để cho rất là nhiều người khác thêm, ví dụ bên nước ngoài, ví dụ như muốn tạo phụ đề tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức gì đó vân vân đó, thì mình có thể là tạo thêm. Đó, tạo thêm để cho có nhiều người khác xem chứ không chỉ người Việt Nam xem không. Thì bây giờ mình để tạo như thế nào thì mình qua một phụ đề ha, phụ đề đây. Đây, rồi ví dụ mình nhập vô click vô siêu nhân nhện đi ha. Rồi đây, thì khi ta tải lên thì ta để một, bạn nhớ để một thời gian ha. Đây cái phụ đề đây, ngôn ngữ tiếng Việt tự động đây. Đó, ngày sửa là 17 tháng 8 này, ví dụ như vậy. Đó, sao chép chỉnh sửa. Đây bạn ha. Đó, nó sẽ khi bạn đăng cái video lên mà trong cái video nó có đàm thoại á, ngôn ngữ thì nó sẽ tự dịch, nó tự dịch ra ha, nó tự dịch ra cho mình. Tuy nhiên thì khi bạn mới đăng thì bạn vô bạn kiếm không có đâu nha, nó chỉ ghi là phụ đề tự động thôi, nó không có mấy cái chữ này đâu. Tại vì do thường thường bạn đăng lên thì thường là một cái video nó tương đối khá nặng, do đó dịch cũng tương đối hơi lâu. Thì bạn vừa đăng lên liền, bạn vô bạn coi là không giờ có, không giờ thấy á. Để thời gian sau thì nó sẽ tự động nó có ha. Còn ở đây bạn muốn, ví dụ đây là cái phụ đề nó dịch sẵn rồi, dùng những cái, tại vì dịch thì nói chung là ở mức độ tương đối các bạn ha, nó không có chính xác 100% đâu. Ở đây bạn có thể chỉnh sửa hết, ví dụ như những cái nào, ví dụ như dịch không có đúng á thì mình bạn chỉnh sửa lại cho nó hoàn chỉnh cái phụ đề của mình ha. Đó là vậy. Rồi sau khi chỉnh sửa lại, bấm nút đăng ở đây là nó sẽ cập nhật lên cái YouTube của bạn. Rồi mình hủy thay đổi ha. Rồi bây giờ muốn thêm, bạn thêm phụ đề, bạn click đây thêm ngôn ngữ không. Bây giờ ví dụ mình muốn thêm phụ đề tiếng Anh đi thì mình tìm kiếm ha. Đó, tiếng Anh này, tiếng Anh đây, ví dụ phụ đề tiếng Anh đó, thêm phụ đề tiếng Anh ha. Thì ở đây bấm thêm coi nó có gì trọng thêm ha. Rồi đó, ở đây đó, ở đây thì nó có đầy đủ nè. Đó, có tải tên tập tin ha, tự động nhập ha. Bạn bấm tải lên, chỉ có tải lên bạn sẽ tạo một cái phụ đề khác ha. Tuy nhiên thì để thêm phụ tạo phụ đề tiếng Anh thì bây giờ là bạn đơn giản là bạn vào trang web này nè, tạo thêm phụ đề tiếng Anh ha. Bạn chọn là down hoặc là viết downsub.com ha bạn ha. Đó, trang web này nó sẽ chuyên dịch phụ đề cho mình. Rồi, đơn giản lắm. Rồi bây giờ ha, bạn click cái đường link của kênh YouTube mình đây, bạn quẹt khỏi, bạn chọn cái bằng copy nha, copy đường link kênh YouTube mình đó, chứ không phải sao chép ha. Rồi bạn qua trang web này đó, bằng bắt vô đó, để mình lấy thêm một cái phụ đề nó dịch sẵn. Tại vì cái kênh YouTube mình hiện tại là do kênh YouTube mình nó đã tự động dịch cái tiếng Việt rồi đó. Và bấm đâu đó nó sẽ tìm kiếm đây, nó sẽ dịch ra những cái ngôn ngữ khác cho bạn. Đây nó tạo những phụ đề đây, có tiếng Việt rồi. Thì cái file phụ đề nó sẽ có dạng là SRT ha.
đây là tiếng Việt nè, đó tạo tự động là do đó khi mà nó có một cái file từ phụ đề tự động rồi, bắt đầu bạn mới bắt vô bạn nó mới dịch ra được. Còn nếu mà trong quá trình mà bạn đăng cái video YouTube bạn lên á, bạn chọn là cái mục là phụ đề nhập bằng tay á, nếu mà bạn viết phụ đề lên đó thì không nói, tuy nhiên nếu bạn không viết cái phụ đề luôn á thì khi mà bạn loát lên á, nó cũng không có gì trong đó đâu nha. Do đó bắt buộc phải có cái phụ đề sẵn trên cái kênh YouTube mình. Thì đây đó rất nhiều cái ngôn ngữ ha, đó rất nhiều cái ngôn ngữ đây đó, bạn có thể chọn đây cái tiếng Anh như này đây mà, đây tiếng Anh đây, rồi mình lít mình đào lát nó phụ đề về ha, vô đào lát nó về đây, rồi nó đào nó về đây, rồi mở mục lên ha, rồi nó làm cho mục đào lát ha bạn ha, đây phụ đề đây đó, tại nó cái file dạng srt ha, rồi bạn đào cái file về, rồi sau đó bạn chuyển qua cái kênh YouTube mình. Rồi ở đây chỗ thêm ngôn ngữ đúng không, bạn chọn nút thêm vô đó, nút thêm phụ đề vô ha, rồi chọn mục tải tập tin lên ha, tải tập tin lên đó, rồi tiếp tục đó thì nó hiển thị cái đường dẫn nằm nãy trong đầu lát mình đau lát cái phụ đề về, rồi lúc đây cái phụ đề tiếng Anh đây, phụ đề tiếng Anh bên đây, rồi open lên chưa, đó là dịch tiếng Anh toàn bộ vô cái video chúng ta đơn giản thôi. Rồi bạn bấm nút đăng đó, rồi bây giờ thì bây giờ bạn ra bạn coi cái video lại, bạn coi thử cái video của mình có cái phụ đề chưa, đây video mình, tuy nhiên thì bây giờ bạn lướt vô cũng có, bây giờ bạn phải bấm refresh lại, bấm enter lại cái rồi refresh lại đó. La 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 bấm vô la 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 câu lên ba cô vô hầu giao cô thương trao thì trao không khóc nhẹ tiếng Anh không không khóc nhẹ thì mẹ lên nương cây, ông vào nhà mây ông cả vui cây cây la 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 la. Ví dụ như bạn muốn dịch ngôn ngữ khác hôm nay trời thật là đẹp, mình ra ngoài trời mình ngắm bông mới được. Cái này là do YouTube tự tạo cái cái bông này màu vàng đẹp quá. Rồi do đó thì thật là đẹp, ta là chú Doraemon dễ thương đầy. La 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 a. Cây mai này nó chưa có bông nữa. Có ai đang đi lại gần nhà ta vậy? Anh này có rất nhiều đồ chơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Sẽ mua đồ chơi hay kiếm đồ chơi ảnh đi nào. La la la, có nhiều đồ chơi quá bạn ơi. Cảm ơn. Ê anh kia ơi, anh kia ơi, lại đây với. Tới đây bên xong, nếu thấy video hay nhớ bấm like, bấm đăng ký hoặc chia sẻ để ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.